Ok, hôm nay tôi khá chỉ là đắp xô đây, chạy sáng giờ chậm 2 hổ rồi. Một hổ cho cô em ngồi dưới kia, đây là một hổ trộm cho ông anh công chép ở đây. Ông ấy vừa gọi, ông bảo là lổ mất một cái lục rồi, tôi lại phải mang ra cho ông ấy đây. Biết ông ấy ngồi ở đâu. À đây rồi, ông ngồi đây rồi, ông ấy lúc đấy ông làm lổ mất một cái tứ rồi, mất một cái lục của tôi rồi. Giờ tôi phải mang đồ xuống đây, còn đồ ăn này mang cho mấy thằng em ở dưới kia. Nổ à? Ở đây được một con chép to rồi đấy. Tâm tâm chép đầy kìa. Tâm chép đầy đấy. Không chưa đâu. Đánh cái đằng đấy thì đâu đánh ở đây. Này. Đấy, nhún nhún đi xong giật. Nhún đâu sóng này. Này. Cái đấy làm gì? Mang đi mà buộc cái gì nữa, dây linh vừa cắt đây. Chắc là trôi này. Nó trôi to. Đi kiểm tra lại dây linh xem nó như nào. Đấy, tăm chép đầy. Ấy, chết mẹ mày. Con giáp vàng đẹp phết. Thả thả, thả thính bao lâu thì vào? 10 phút rồi. 10 phút rồi. Nếu mang chống cần đi. Bọn kia được thấy bọn bảo dưới kia bọn kia cũng được cá, thằng Hải được cá đang lướng rồi mà. Gì quánh lưới à? Ô, vừa thấy anh làm thính cơ mà, thấy thu. Sau đèn thính quay ra là đánh. À. Hay lúc nãy anh để máy chặt hay thế nào? Linh buộc từ ngày xưa đây, toàn linh mẹ tiên sư nó đến 3 chấm rồi, 3 chấm 10 trọng lượng 16 cân là dữ lắm rồi. Đây đi thẳng làm trôi củ với 4 cân mấy đó. Mua mấy cái bánh mì đem cho thằng Hải, thằng em thằng Trinh. Về trộn chỗ đấy, trộn hết cũng phải mẹ tiên sư về gần cân thính nhận đéo. Ừ. Do anh cho thêm mấy lạng khoai nữa. Có khoai đâu, đi mua được chó đâu. Nó đi mua khoai sống, khoai sống luộc. Cho cơm nguội. Này, tăm chép này, tăm chép rất nhiều nhỉ. Nè. Sao mùi lăng xê anh lại trộn thêm cả cái thính kia? Đâu? Nghe này. Vẫn ở đấy. Bị dính à? Bịt mẹ, cả tăm chui, cả tăm chép. Anh ạ. À? Quẩn hơi bị ác đấy. Thầy đéo câu ông là câu mẹ thính này, câu mồi này. Muốn câu gì câu? Thế là sao có câu mẹ em?
Tăm chép này, cả tăm chép lẫn tăm trôi luôn, cả ngoài lẫn trong, vãi đái thật. Tuấn thử ra kéo quần kia cái này để lâu phết rồi chưa được. Còn nó đánh lưới kia anh ném ở có ra đến đây không? Có đấy. Anh gặp em rồi à? Vào hay vào đấy chơi mà. À, đây hay tối vào để xem mà. Đây tối nào anh trở lên hình. Hay vào đấy đấy để xem mà. Nay em trộn đến cho ba ông cơ. À. Ông này mấy một thằng cu em nó đang ngồi dưới hồ dưới kia nữa, nó được cá đang lướng rồi. Thế thảo nào vậy? Còn một thằng buổi chiều nữa. Vừa ra ném tính chưa đầy 10 phút đã ăn cá vàng rồi, ở đây mấy ông về hết rồi mà. Anh ơi, có cái tăm trôi trong to đấy anh ạ. Mỗi ra lần đến đây ông có ông bảo là ngồi từ 8 giờ sáng không có gì thì về rồi. Anh cũng hay vào xem mà anh nhà anh ở đâu? Anh ở đấy Ngoại Long. Ừ. À, đằng Ngoại Long ở bên Vân Trì. Đằng đấy gần gần. Ui mẹ tăm con trôi ục lên phát to thế. Ngay đầu phao rồi. Thế chắc lúc nãy là con trôi chắc là trôi hoặc là chép to đấy anh Tài ạ. Con này cũng to, con này phải 7-8 lạng. Kéo phải cân. Ông bảo dưới linh mình bảo dưới linh đóng cá mười mấy cân không sao đâu. Rồi em lôi cái này lên em vụt lại cho nhá. Xong rồi em chạy xuống cái chỗ mấy thằng kia.